nhận mã cốt hộ ích và kim cương 20 kim cương cực kỳ siêu dễ luôn đấy các bạn chỉ việc bấm đăng ký kênh YouTube của nhà phát hành này đấy các bạn bấm có link YouTube đấy luật chơi siêu dễ luôn các bạn chỉ cần tăng ba người bạn và đăng ký kênh YouTube thôi đấy nhá bước một thì các bạn hãy đăng ký kênh YouTube bằng cách bấm vào link ở bên trên đấy đấy hoặc là các bạn có thể quét mã QR trên màn hình bước thứ hai là tăng ba người bạn vào bình luận và comment hình đã đăng ký kênh đấy các bạn hãy chụp ảnh mà các bạn đã đăng ký kênh rồi comment ở bên dưới rồi tăng ba người bạn các bạn vào Bước thứ ba là các bạn hãy check Xbox từ admin và tui bây giờ nhé nhé. Có thể các bạn bị chậm một tí thì các bạn phải chờ đợi nha. Đấy, nhà bạn này sẽ nhắn mã code cho các bạn. Các bạn lưu ý là các bạn đừng bỏ cái hãy bật cái chế độ đó là không chặn nhé bật chế độ tin nhắn chờ đừng bấm chặn tin nhắn chờ bởi vì nhiều khi uh, cái nhà phát hành nhắn tin cho các bạn đó là người lạ thì nó ở mục tin nhắn chờ các bạn phải kiểm tra cả mục tin nhắn chờ đấy nha thì trong trường hợp mà các bạn đã thực hiện đủ các bước rồi ý, mà các bạn không nhận được mã cốt thì các bạn hãy inbox cho nhà phát hành và gửi hình ảnh luôn cho nhà phát hành luôn nhà phát hành sẽ gửi cho các bạn mã cốt nha và chỉ cần vài bước đơn giản như vậy là các bạn có thể nhận được mã cốt rồi thì cái link tham gia thực hiện này ở đâu thì mình sẽ để ở với phần bình luận cho các bạn bấm vào nha các bạn nhé đơn giản không đấy bây giờ mình mới cùng các bạn cùng đi làm nhiệm vụ này luôn nha